Sáng ngày 17 tháng 2, tức ngày mùng 6 Tết, thị trấn Đồng Đê tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021. Dự lễ phát động có đồng chí Lê Công Hữu, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Lê Nam Giang, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể cấp huyện và cán bộ nhân dân thị trấn Đồng Đê. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng luôn được các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện Tuyên Hóa quan tâm, hưởng ứng và tích cực tham gia. Năm 2020, toàn huyện đã trồng được trên 1.000 hectare rừng sản xuất tập trung, quản lý và bảo vệ tổ trên 94.268 hectare rừng tự nhiên và rừng trồng. Kết quả trên đã góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và duy trì độ che phủ của rừng. Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đã trở thành nét đẹp văn hóa đầu xuân, tạo sức lan tỏa sâu rộng ở các địa phương, đơn vị, các tầng lớp nhân dân trong huyện. Ngay sau lễ phát động hưởng ứng Tết trồng cây, các đồng chí lãnh đạo huyện, các cơ quan đã tiến hành trồng các loại cây phân tán, cây bóng mát tại một số điểm trên địa bàn thị trấn Đồng Đê. Dịp này, các xã, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cũng đã tổ chức trồng cây đầu xuân tại trụ sở làm việc, trường học và các điểm công cộng nhằm tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp.